Hãy bấm đăng ký rung chuông để nhận các video mới nếu quý vị và các bạn chưa đăng ký. Trân trọng mến chào quý vị và các bạn đến với kênh YouTube Huế Việt Nam ngày nay. Kính thưa quý vị và các bạn, đây là video thứ 5 trong series video Huế thương với những con đường 2019. Chúng ta đang đi trên đường Lê Lợi quý vị. Trong video này, xin mời quý vị chúng ta về thăm đường Phan Bội Châu, ngắm quang cảnh đời sống bà con người Huế ở hai bên đường. Phía bên tay trái của chúng ta là Viện Bảo tàng Hồ Chí Minh. Còn bên tay phải ở cái hàng rào màu xanh đó chính là công ty phần mềm Huế CIT. Đoạn này thì chúng ta cũng đang đi trên đường Lê Lợi đấy quý vị. Phía bên tay phải đó chính là cung thiếu nhi. Ở đây có cả cái trò chơi của các trẻ em, con nít. Là cái nơi mà cha mẹ trẻ thường hay dẫn con cái tới đây chơi các cái trò chơi như là đi tàu, rồi là ném bánh vân vân. Còn bên tay trái đó chính là công viên Lý Tự Trọng. Cái bức tường màu sậm sậm trước mặt đó chính là bức tường của trường Quốc học Huế. Chúng ta đang rẽ vào đường Phan Bội Châu. Đường Phan Bội Châu kẹp giữa trường Quốc học và cung thiếu nhi. Tức là cái đoạn này thôi quý vị. Ở cái đoạn này phía bên tay phải quý vị thấy chỗ treo cái đèn màu đỏ đỏ đó chính là cái nhà múa rối nước, múa rối truyền thống. Tiếp theo thì phía bên tay phải bức tường màu vàng đó chính là cái khuôn viên của Sở Giao thông Vận tải Thừa Thiên Huế. Chúng ta thấy cái ngã ba rẽ trái đó chính là về đường Ngô Quyền. Đi về một chút nữa sẽ là về Bệnh viện Trung ương Huế cũng như là đến Đại học Y Dược Huế. Cái cổng màu vàng phía bên tay trái đó chính là cái nhà trưng bày Điềm Phùng Thị. Chúng ta đang dừng đèn đỏ giao nhau giữa đường Phan Bội Châu và đường Nguyễn Huệ.
Đi một đoạn nữa thì chúng ta sẽ đến chợ Bến Ngự và cầu Bến Ngự. Chợ Bến Ngự phía bên tay trái, đối diện với chợ Bến Ngự thì chắc có lẽ là quý vị biết có một cái tiệm hàng vàng, đó là tiệm hàng vàng Mề Bòn, cũng rất là nổi tiếng, kinh doanh cũng lớn. Còn trước mặt chúng ta là cái cầu Bến Ngự bắc qua sông An Cừu. Ở cái chỗ này ngày xưa vua Minh Mạng đã từng ngự giá ra chứng kiến thử Việt Nam chúng ta thời ấy đóng tàu hơi nước và vận hành thử. Lần đầu thì vận hành không thành công, vua đã phạt. Và sau lần thứ hai thì vận hành rất là thành công. Lúc đó vua không chịu mua cả cái tàu hơi nước của Pháp mà quyết tâm đóng bằng được. Và sau hai lần thử thì lần thứ hai đã thành công mỹ mãn. Và vua khen thưởng cho quan quân đóng tàu rất là lớn. Và có lẽ đó là lý do xuất phát cái địa danh gọi là Bến Ngự này. Đường Phan Bội Châu này là con đường nằm ở bờ nam sông Hương, nổi từ sông Hương, phần gần phía trước Đại Nội Huế, đi lên Đàng Nam Giao. Ngày xưa khi vua chúa cúng tế trời đất thì đi lên Đàng Nam Giao bằng cái con đường này, gọi là Nam Giao Cửu Lộ, nay là đường Phan Bội Châu. Sau một thời gian thì đi theo một cái lối khác, nay là đường Điện Biên Phủ. Và đường Điện Biên Phủ cũng gần song song với cái đường Phan Bội Châu này. Đường Điện Biên Phủ gọi là Nam Giao Tân Lộ, ngày xưa khi vua chúa gọi như vậy. Con đường Phan Bội Châu ngày nay có một cái đặc điểm là có rất nhiều quán cầm đồ, quý vị, hay gọi là tiệm cầm đồ. Và trên con đường này cũng đi tới một đoạn nữa, chúng ta sẽ gặp cái chùa rất là lớn của Huế, đó chính là cái chùa Từ Đàm. Chúng ta thấy phía bên tay trái có cái chùa gọi là chùa Linh Quang. Còn cái chùa mà chúng ta thấy mái ngói màu đỏ phía bên tay phải, đó chính là chùa Từ Đàm. Còn bên tay trái, cái hàng rào này chính là cái nhà lưu niệm của cụ Phan Bội Châu. Cái đường bên phải chạy qua trước cổng chùa Từ Đàm, đó là đường Sư Liệu Quán. Và cái tòa nhà phía bên tay phải đó chính là Ủy ban Nhân dân phường Trường An. Thank you.
Cái cổng chùa phía bên tay trái đó chính là chùa Từ Vân. Và cái cụm này cũng khá nhiều chùa, kể cả phía đường Điện Biên Phủ quý vị. Và chúng ta đi tới một đoạn nữa thì cũng có một cái chùa. Quý vị thấy cái cổng màu vàng đó là chùa Hải Đức. Rẽ vào cái cổng này chúng ta cũng có một cái hội người mù. Ở đó thường hay có cái dịch vụ massage, vật lý trị liệu, tạo công ăn việc làm cho những người mù ở Huế. Đoạn này rẽ trái là đường Xuân Diệu quý vị. Chúng ta đang thẳng tiến đường Phan Bội Châu. Phía bên tay trái của chúng ta là cái ngã rẽ qua đường Đào Tấn. Cái đường Đào Tấn này nó chỉ mới một đoạn thôi quý vị. Theo bên cái đường Đào Tấn này nếu mà thông thì cũng rất là đẹp. Một cái con đường lớn ở phía nam thành phố Huế. Nó nằm ở cái phường Trường An này. Nó mà làm xong thì phía bên tay trái thì nối thẳng tới đường Hùng Vương. Còn phía bên tay phải thì nối thẳng lên cái đường Vành Đai Ba của thành phố Huế. Tức là cái đường sau này người ta làm cái cầu mới đi qua sông Hương, cầu Nguyễn Hoàng. Bên ngay đâu cái cầu Nguyễn Hoàng thì đang trong cái giai đoạn thiết kế, vừa rồi thi tuyển kiến trúc rồi. Cái bức tường màu vàng đó chính là cái khuôn viên của Học viện Hành chính Huế. Phía bên tay trái đó chính là cái khu vực chợ Trường An quý vị.
Chỗ này có một cái quán ốc khá nổi tiếng ở phía bên tay trái. Chắc là những người trẻ sống ở Huế thì ai cũng biết, đó chính là quán ốc Minh Nghĩa. Phía trước mặt chúng ta, tức là phía sau của trường Cao đẳng Giao thông Huế, có một cái khu đất mà nay quý vị thấy rất là đẹp, nó thông thoáng. Trước đây nó rất là nhếch nhác, cây cối. Bây giờ người ta đã giải tỏa và làm một cái công viên nhỏ ngay phía trước cái đàn Nam Giao Huế. Đây chính là cái cổng phía sau của trường Cao đẳng Giao thông Huế. Chúng ta đang tiến gần tới đàn Nam Giao. Và video về thăm Huế, thăm đường Phan Bội Châu của thành phố Huế do kênh YouTube Huế Việt Nam ngày nay quay đến đây xin được kết thúc. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi video và quý vị không quên bấm like để ủng hộ, động viên tinh thần cũng như là bấm đăng ký subscribe để nhận được các video khác, rung chuông để được báo video mới mà kênh YouTube Huế Việt Nam ngày nay tải lên. Xin mến chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và thành đạt. Hẹn gặp lại quý vị ở các video tiếp theo. Xin trân trọng.